Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay, Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày 29 tháng 9, 2019. Hôm nay là Chủ nhật và hai vợ chồng mình đang đi về nhà ba mẹ mình chơi. Ở trong đó hôm nay đang dựng nhà kính để phơi cà phê. Đây gọi là cái khúc cua tử thần ấy. Khúc này rất hay xảy ra tai nạn giao thông. Do đó bên lề người ta đã làm cái vách ngăn đường để hạn chế tình trạng tai nạn rồi. Thôi, nhưng mà từ ngày nhà máy bô xít xuất hiện thì rừng thông đang ngày một mất dần đi. Giờ chỉ còn có mấy cây thông ở ven đường thôi, còn xung quanh thì toàn là đất trống không à. Tại bô xít người ta làm, người ta múc đất ra. Đây là sắp đến nhà ba mẹ mình rồi ấy. Từ nhà mình vào đến nhà ba mẹ mình là khoảng 20 phút. Ở đây mọi người đang dựng nhà kính thì có hàng xóm lên giúp đỡ ấy, nên rất là nhộn nhịp. Nhà kính này dựng khoảng 300 m². Ở đây chưa có nhà nào làm nhà kính hết, nhà mình là nhà đầu tiên. Do đó nên hàng xóm giúp đỡ cũng rất là nhiệt tình. Mục đích chính là cái nhà kính này dựng lên để phơi cà phê. Nhưng mà nếu như mà phơi cà phê có một năm một lần ấy, thì cũng hơi lãng phí. Do đó nên nhà mình sẽ làm cái nhà kính cao để mà thu cà phê xong là trồng rau trong đó luôn, tiện một công đôi việc. Tổng chiều cao là khoảng 5,5 m. Khi mà phơi cà phê thì sẽ phủ ni lông kín hết luôn, và đến khi mà trồng rau ấy thì sẽ tháo lớp ni lông ở bên hông ra và chỉ để lại lớp lưới bên trong thôi. Bây giờ mới bắt đầu làm được khoảng 1 tuần nên cũng chưa có kết quả, với lại lần đầu tiên làm nữa chưa có nhiều kinh nghiệm. Bao giờ làm xong mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây là những cái cây sắt để mà dựng nhà kính. Ba mẹ mình có nuôi mấy con heo rừng. Mấy con heo rừng nhưng mà nó hiền lắm. Do đàn con của nó lớn rồi ấy nên nó mút sữa, còn mẹ nó gầy nhom như rồi. Chắc là ba mẹ mình chuẩn bị tách cái đàn con này ra riêng rồi ấy. Diện tích chuồng ở đây gồm 4 gian, 3 gian là nuôi heo, còn 1 gian là nuôi gà. Các chuồng heo, chuồng gà là đều đổ vỏ cà phê vô để làm nền ấy, nó rất là khô ráo luôn. Chuồng trại rất là sạch sẽ, khô thoáng, không có mùi gì hết ấy. Và đổ vỏ cà phê như vậy là cũng chẳng cần dọn chuồng luôn, bao giờ đầy quá thì xúc phân ra bỏ cho vườn thôi.
Đây là cây rau bò khai này. Cây này ăn rất là ngon luôn ấy. Gọi là món rau rừng nổi tiếng luôn. Ba mình lấy từ tận ngoài Bắc vô trồng ấy. Bây giờ nó to đùng rồi. Ăn rất là ngon. Còn đây là cây lá dong màu tím. Mình cũng có chia sẻ ở video lần trước rồi á. Nó dùng để chữa bệnh chảy máu cam á. Còn đây là cái giàn hoa hồng dây, trồng được hơn 1 năm rồi, giờ cũng to bự rồi. Chắc là năm sau nữa thì đó là nó sẽ có hoa ấy. Tại vì hoa hồng dây nó cũng lâu ra hoa lắm, nó to nó mới ra hoa. Còn đây là cây mắc mật. Dân chỗ mình cực kỳ yêu thích cái cây mắc mật này luôn. Cây của ba mẹ mình to rồi, còn cây của nhà mình thì còn bé xíu thôi. Đây là màng ni lông để làm nhà kính ấy. Loại này là loại 150 gem. Chiều ngang của nó là như là 4m2. Đây là cái thanh nẹp chữ C để mà kéo căng cái màng ni lông với cái lưới ấy. Nó còn có cái zích zắc để nẹp vô nữa. Còn đây gọi là lưới chắn côn trùng, bởi vì khi trồng rau mình sẽ tháo ni lông ra cho đỡ nóng, lúc đấy chỉ dùng lưới thôi. Mà lưới này thì cái lỗ của nó cũng khá lớn, do mình mua mà cái loại mà lỗ bé nó rất là mắc tiền thôi. 1 mét nó tới 40 đến 50 ngàn một mét vuông á, nó rất là mắc nên mua loại này cho nó rẻ. Nhà ba mẹ mình có nguyên cái bức tranh to đùng luôn, hình như là chiều ngang 4 mét và chiều cao 2 mét, tổng lại là 8m2. Mình xin dừng video ở đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh mình để theo dõi những video tiếp theo nha. Bao giờ nhà kính hoàn thành, mình sẽ quay cho mọi người cùng xem.